Giờ hôm nay người ta sẽ học bài gạch của sinh lùi. Trong quá trình học có thể nhắc lại mẹ em có câu hỏi gì cần hỏi lên thế. Giờ thì người ta phải biết là cho cái em này gạch của sinh lùi đấy là người lưu tương đối hay đọc chiếm tỷ lệ đến 20% của mỗi xương một con. Thì điều đó cho thấy thì tỷ lệ đọc rất là cao. Hai nữa là trong cái gạch của sinh lùi người ta sẽ chia là hai cái nhóm gọi là gãy nội khớp và gãy ngoại khớp, tức là gãy trong cái bao khớp và gãy ngoài bao khớp. Thì trong đó thì kể cả là trong bao khớp là lên đến 50% của cái gãy ở vùng cơ bản. Thì là em thấy khi mà nói đến gãy cơ bản là nó là gãy, khi mà nói đến gãy cơ bản có nghĩa là bao gồm cả tất cả gãy gãy một cái đầu tiên của xương đùi luôn, người ta gọi là gãy chung. Dạ thầy ơi, âm thanh hơi bị nhỏ với lại nó bị rồ 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 á thầy. À nhỏ một cái rồ rồ hả? Rồi rồi, em về đi. Rồi em nghe rõ hơn chứ? Dạ dạ được rồi. Còn bị rồ không? Còn bị rồ không? Dạ còn. Thầy cho mày quạt ở đây, để thầy đi. Rồi em nghe rõ chưa? Cái em nghe rõ chưa? Dạ rồi thầy. Hay, dạ hay, rồi. Epidural chưa? Dạ hết rồi thầy. À rồi. Người thầy nhắc lại được trong cái phẫu thuật thì chúng ta thấy là gãy cổ xương đùi thì chỉ được 20% và phẫu thuật gãy xương nói chung. Và trong đó thì gãy trong một cơ chỉ được 50% của cái gãy ở vùng cơ thể. Thì khi mà em nghe cái từ gọi là hip structure cái gãy cơ bản là gồm bao gồm tất cả các gãy đầu tiên của xương đùi luôn, thì riêng trong đó thì gãy nội khớp chiếm đến tỷ lệ là 50% các trường hợp. Và nữ thì đặc biệt hay gặp hơn nam thì em biết rồi, nữ mà hay gặp hơn nam chủ yếu là do âm đạo hay loãng xương, đặc biệt là những bệnh nhân nữ mà lớn tuổi sau bị mãn kinh. Và cho tới hiện nay thì cái điều trị tốt nhất, cái điều trị tốt nhất đối với gãy cổ xương đùi chính là phẫu thuật. Thì cái phương pháp điều trị của tôi hiện nay hầu như người ta bị khi áp dụng thì là người ta sẽ phân tích lý do vì sao mà người ta ít ứng dụng kỹ thuật điều trị của tôi nó gãy cổ xương đùi. Đặc biệt mà em chú ý ấy, thì nguyên nhân mà gây ra gãy cổ xương đùi chính như là còn có nói ở bệnh nhân nữ chính là gãy cổ xương đùi chính là loãng xương. Đâu, với cái phần mà in chữ màu vàng thì em sẽ thấy là cái chi phí của điều trị gãy cổ xương đùi mới do loãng xương hiện nay rất là cao tại người phát triển theo nghiên cứu của họ. Và một cái điểm đặc biệt nữa thay đổi trong cái bệnh lý đó là cái tình trạng gãy cổ xương đùi do mổ thì ngày càng tăng cao. Thì các em nhớ lại cái gãy do mổ đó, những cái trường hợp mà gãy do phải là chạy bị thương nhẹ nhưng lặp lại nhiều lần là hàng ngang lên liên tục, còn làm yếu đi cấu trúc xương, phá hủy thay đổi cấu trúc xương, chỉ cần một cái lực tác động nhẹ đủ cái là gãy xương. Thì một cái điểm đặc biệt đó là cái gãy trong gãy cổ xương đùi do mỏi thì lại càng ngày tăng cao. Thì ngày nay liên quan đến các cái chấn thương do thể thao là chính. Về phần về lịch sử thì thôi chúng ta thể bỏ qua. Nói nhắc lại về mặt anh thể giải phẫu thì mà anh nhớ rồi, các bạn đây là một hình thức chấm câu đặt cái trọng sinh đùi rất là lớn, làm đau một cối thì phần đó chúng ta không quan tâm lắm. Cái phần chỉnh mình đã cần quan tâm lắm là cái cổ sinh đùi. Thì cổ sinh đùi được giữa hai cái trên là lộn và cái vùng tròn. Thì ở đây chúng ta gọi đây là cái vùng giữa tròn, ví dụ cái đường gãy nằm ở ngay đây, chúng ta gọi là gãy giữa tròn. Trong trường hợp cái đường gãy cái giới hạn thứ hai của cổ đó là cái đường nối từ một chuyển lớn đến một chuyển bé. Đây chúng ta gọi là cái đường nền cổ. Vậy thì những cái gãy mà trong giới hạn từ ở dưới chọc cho đến nền cổ này thì được gọi là cổ xương đùi. Một số cái điểm về mặt thân thể giải phẫu để em cần chú ý này. Thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta cần nhớ đó là cái góc cổ thân. Thì cái góc cổ thân
là tàu ở cổ sông núi, thắng sông núi, trung bình là tầm 25 độ. Cho nên mà em nhớ rằng các phương tiện một xíu để cái đến cả phía kia nó bắt qua đấy, thường vào thì tóc trong vòng khoảng như này thì cũng tắm 25 cho đến 135 độ thì đúng với góc sinh lý của sinh viên. Cái thứ hai nữa thì môi trường lớn và môi trường bé thì nó luôn luôn nằm lệch ra mặt sau của cái cổ sinh viên, sau của cổ sinh viên này đó, em nằm đây phải ngồi đây phải trong, nhưng mà trống sáu trống và sau ngồi đó, cái đinh cái lệnh nó xoay hẳn ra sau. Do đó chúng ta phải chú ý đường điện để cả cái đường mộ mà chúng ta đi vào và muốn bộc lộ được cả cái vùng mộ chữ thì mình chỉ nhớ một điểm, chúng ta đi vào cái đường phía trước chúng ta sẽ khó hẳn trong việc bộc lộ cái vùng mộ chữ hơn sau rồi cả cái đường từ phía sau. Rồi một cái điểm quan trọng nữa mình thì cần chú ý nữa đó là cái góc nghiêng giữa cổ xương đùi và cái đầu cái đùi, thì cái đường ngang này, đường ngang này chính là cái đường thứ dưới đường ngang trục ngang của cơ thể đó này. À, từ là mặt phẳng táng này, mặt phẳng táng này ấy, thì mình chỉ sẽ thấy cái góc của cổ xương đùi lúc nào nó nghiêng ra trước độ khoảng 15 đến 20 độ so với mặt phẳng ngang của cơ thể đó hết. À, đây là một ứng dụng rất quan trọng. Như vậy khi mà mình chỉ một bắt một con vịt vào chính giữa của cổ xương đùi để đụng trục của nó thì mình chỉ phải nghiêng tay đã phía sau trong vòng độ khoảng 15 đến 20 độ thì lúc đó cái đường khoan ăn nó đi vào trực chỉ trục xương đùi. Hoặc là trong trường hợp đó mình chỉ cho bệnh nhân xoáy cái chân vào trong, à, mình chỉ xoáy cái chân vào trong như thế này thì cổ xương đùi à cái vùng mộ chuyển nó sẽ nâng cao lên ngang đấy, mình chỉ xoáy vào 10 15 20 độ, nâng lên 15 20 độ thì lúc đó chúng ta chỉ cần khoan ngang ta sẽ vào được trung tâm mộ. Thì đây là một cái ứng dụng rất là quan trọng để trong cái quá trình phẫu thuật chúng ta cần chú ý. Về cấu trúc của bao khớp thì mình chỉ thấy rồi, bao khớp tạo nên bởi cả cái thành cái chân mỗi sơ dày lên kết nối từ xương chấu vào xương đùi bên trong để lọc được từ lớp mà hoặc dịch bên trong. Thì ở phía trước khi chúng ta sẽ có hai cái chân từ cái chân thì kết nối chấu đùi, thứ hai là bịt đùi đó, cái từ xương bịt nhỉ, xương mu đó, mu xin lỗi mu đùi, và bên này là chậu đùi ở phía trước. Thì nó là thầy là bỏ ấm từ xương cầu này đó, mình che phủ hoàn toàn cái đường nền cột những chiều tại dưới bờ trên của cái bộ chủ tịch bạn năm đấy đó, như vậy chúng ta thấy là bao phủ hoàn toàn toàn bộ cái đường nền cột nằm trong một đợt. Tuy nhiên khi chúng ta quan sát qua mặt sau có thể dưới cái căng ngồi đùi ấy, thì mình chỉ là thấy như thế nào khác đi căng ngồi đùi bạn từ ngủ ngồi này cổ mặt sau này cổ thứ hai đến đến cái cổ xương đùi, nhưng mà một cái phần nền của cổ xương đùi thì nó ngoài khớp thôi. Thì vì vậy mà khi gãy ở vùng này thì chúng ta sẽ gọi là gãy ngoài khớp, và gãy ở vùng này thì gọi là gãy nội khớp. Như đây ví dụ như này gọi là gãy nội khớp, như này gọi là gãy ngoài khớp. Bây giờ gãy nội khớp và ngoài khớp có cái điểm gì khác nhau, ảnh hưởng như nào mà chúng ta chú ý điểm đó? Thì mình chỉ vì nhận được đối với cả các trường hợp mà gãy nội khớp thì cái nguy cơ liệt cập giả chậm liên xíu ngoài thịt chõm nó sẽ cao hơn so với ngoài khớp thì đó vì sao. Như trong trường hợp khi mình gãy nội khớp thì máu từ trong ổ khớp nó chảy ra, như vậy này máu chảy ra này à, thì nó sẽ len lỏi vào trong cái khe này, nó đầy khe này tăng áp lực trong cái bao khớp, cho nên nó có khả năng làm tắc cả phần máu đi vào nguy hiểm thịt chõm và dẫn đến nguy cơ hoại tử chọn cao hơn. À, cái thứ hai nữa như thế đang có dịch khớp là môi trường thuận lợi để tạo ra đống máu, cho nên là không hình thành của một đống ở vùng cổ cải được, đó là có nguy cơ giảm sẽ cao hơn. Thì đó là ba cái thứ ba nữa mình chỉ thấy cái tiêu gãy này nằm ngoài khớp thì hệ thống mạch máu nuôi dưỡng ở cái vùng này nó không có bị thương tổn do là một cái mạch mạch máu là mạch mủ nó đi ở trên bề mặt của các khớp. Thì trong trường hợp này ở ngoài khớp thì đầu mũ nó không bị thương tổn, nuôi dưỡng ở vùng này ok là tốt, đầu mũ không bị thương tổn thì nuôi dưỡng ở vùng bên trong nó tốt, cho nên là ảnh hưởng thực giá thấp hơn. Tuy nhiên thực tế ra qua cả nghiên cứu gần đây người có thể khi người ta làm kiểm xước nó phá cái bao khớp để làm giảm áp cho khớp hoặc là không phá bao khớp thì người có thể tỷ lệ liên xương khớp giả thì ngang nhau mà thôi, cho nên mình chỉ chú ý đó.
về mặt lý luận là như vậy, nhưng mà thực tế thực tiễn thì mới thấy nó hoàn toàn đúng như vậy. Để em nghe được rõ không? Dạ Dạ rồi có. rồi rồi được rồi, như vậy rồi, cảm ơn các em. Vậy thì nó tiếp tục, mà là các em cần chú ý thêm một cái vấn đề nữa, đó là cơ chế gây ra biến dạng cái gãy cột xương đùi. Cái biến dạng á tạo nên chính là do sự co kéo của cái cơ. Vậy khi gãy thông thường thì có thể mặt ngoài này, còn cái cơ mông này. Ở đây chúng ta sẽ có nóng nhất ở cơ mông lớn này, rồi tiếp đến là ở phía trên là cơ mông nhờ, và xấu nhất là cơ mông nhỏ đó. Rồi phía sau chúng ta sẽ có cái cơ hình lê, rồi cái đôi vâng ở đây cái này gọi là cái vùng đùi. Thì cái cơ ở vùng này á, được gọi là giúp cho cái động tác gì, thứ nhất là xoay ra ngoài. Đây chúng ta đang nhìn từ phía sau nha, nên cả cơ này khi kéo nên cái nguyên lý của nó từ xương chấu để bám đằng xương mặt ngoài xương đuôi, khi nó kéo thì nó làm cho xoay ra ngoài. Bình thường nó đổi cái lực đổi là dư cho cái chân nó không bị xoay ngoài, chính là lực kéo của cái cơ phát triển trong phân, mà cái hai này chính là do sự nguyên vẹn của cổ xương đùi. Khi gãy cổ xương đùi xảy ra thì cái sự đối kháng của cái cơ kia nó không còn hiệu quả, thì phần bao cơ phải vỏ thì cái xương cứng nó không giữ được nữa, thì mình chỉ thấy cái cơ này kéo làm cho phần làm cho xương ngoài của cái đoạn gãy dưới. Hai cái cơ này nó kéo làm cho hai cái đầu gãy nó như là chồng lên nhau, và kéo làm cho cái mỏ chuẩn lớn lên cao hơn, thì như vậy tạo ra cái biến dạng nặng trí hơn so bình thường. Phối hợp qua đó ở mặt trước thì mới thấy gì, đây là cơ may này. Cơ may đi từ gãy chỗ trục trên này, đi xuống dưới và đi vòng vào trong. Khi nó kéo thì nó tương tự làm cái gì là chồng ngắn, và thứ hai nữa nó kéo theo hướng như thế này thì nó sẽ làm cho xương ngoài của đầu gãy dưới. Cái thứ ba nữa là mình chỉ sẽ thấy các cái căng mặt đùi, cứ căng mặt đùi bám từ mao chầu này, đi xuống đây bám mặt ngoài xuống thành cái chân, và anh chị hay gọi là cái từ là fascia lata đó, cái chân căng mặt đùi. Thì khi cái này từ từ nó bám vào mặt ngoài, nó bám xuống đường bám vào móng chai, khi nó kéo thì nó góp phần làm cho xương ngoài. Do đó mình chỉ sẽ thấy cả cái cơ này, khối cơ móng này, rồi cơ may này, cộng với cơ căng mặt đùi, cộng với trọng lượng của cái dưới sẽ làm cho tiền gãy cái dưới, thì cái đòn gãy dưới nó bị xương ngoài. Ngoài ra mình chỉ sẽ chú ý với một điểm nữa, đó là cái xoáy. Trong một số trường hợp chúng ta sẽ thấy cái xoáy gẹo ở đấy làm cho cái gấp cái khớp háng lên. Nó nếu trong trường hợp mà gãy chéo đặc biệt, ví dụ giống như trong thân xương đùi ấy, ví dụ như gãy mũi bắt trên thân xương đùi, thì đầu gãy trên chính là do cái xoáy gẹo làm cho gấp ra trước đó, thì đó là vai trò tạo ra cả cái biến dạng di lệch trong cả của cả cái cơ vùng quanh khớp háng và vùng đùi. Để giải thích hai cái biểu dạng mà chúng ta thường chú ý nhất là xương ngoài và đầu gãy dưới và gãy chi, và chỉnh sự di lệch như vậy dẫn đến gì, mình chỉ sẽ thấy là xuất hiện cả cái triệu chứng ví dụ giống như là cái mẫu chuẩn lớn, định mẫu chuẩn lớn bên gãy thì lên cao hơn, làm cho các cái đường nê la tông này, đường Schumacher này thay đổi này, cái tam giác tri giác thay đổi này, còn nó mất cân đối so với bên đường diện. Rồi đi ở phía trước thì chúng ta sẽ chú ý ngay ở phía trước thì các bạn là dây thần kinh đùi, ngay ở phía sau là dây thần ngồi. Thì trong một số trường hợp vừa gãy và trật khớp cái chọn xương đùi, anh chị thấy di lệch ta trước thì có khả năng biểu hiện lâm sàng của triệu chứng của cái thần kinh đùi thì bị thương tổn do chèn ép, do căng vân vân. Ra sau thì gãy do những thương tổn của dây thần ngồi, làm việc như vậy. Và tương tự khi chúng ta mổ vào từ phía trước, các đường mổ từ phía trước thì chúng ta phải cảnh giác cái dây thần đùi, mổ từ phía sau thì bắt buộc chúng ta phải cảnh giác cái dây thần ngồi. Đó là cái điểm mà mình chỉ quan tâm. Một cái điểm quan trọng nữa đó là tình trạng tưới máu của chọn xương đùi. Khi chọn xương đùi á, thì anh chị thấy cái tiêu bản từ mặt sọ lên này có thể được nuôi dưỡng ba hệ thống máu chính. Một là động mạch mù, hai là động mạch từ thân xương, và ba là động mạch từ dây chằng tròn. Thì cái động mạch từ thân xương có thể rất là ít hơn cơ thể, động mạch từ dây chằng tròn khá tốt. Tuy nhiên ở người lớn tuổi thì động mạch dây chằng tròn thường là bị tắc, là tuyến tắc do chấn thương trong suốt quá trình sống và làm việc,
cho nên nó thoái hóa nó hư cái thằng này đi à, cái động mạch này đi. Vậy thì cái động mạch bắt đầu quan trọng chính chính là một mủ ở đồn mủ là quan trọng số 1. Vậy thì động mạch mủ chúng ta thấy là nó đi như thế nào, và chúng ta thấy có hai động mạch mủ, một là mủ ngoài, mủ bên ngoài và mủ bên trong. Thì trong đó mình nhớ một điểm là mủ bên ngoài đóng vai trò quan trọng hơn mủ bên ngoài đi phía trước, đi trong và đi phía sau. Vậy thì khi chúng ta quan sát cái động mạch mủ bên ngoài chúng ta thấy như vậy á, là trong mặt một người ngoài là đi qua bao cơ này, sau cho ra các nhánh đâm xuyên qua bao cơ rồi thì vào trong qua bao cơ thì có một cái đoạn là từ đây đến đấy nó sẽ đi giữa cái bao cơ cái cổ xương đùi, sau đó đâm xuyên vô cổ xương đùi đi vào phần xương à, phần xương là cái gì đi vào phần xương, cho đoạn ta sẽ chú ý chúng ta sẽ thấy cái động mạch mủ như vậy nó có ba đoạn, đoạn đi ngoài bao cơ này, đoạn thứ hai đi giữa bao cơ và vỏ xương, đoạn thứ ba là đi trong xương. Vậy thì một cái ứng dụng hết sức quan trọng là gì, mình chỉ sợ vậy khi gãy đây thì hầu như tất cả các mạch máu đều bị thương tổn, cho nên mình chọn thương tổn chỉ còn động mạch riêng trong thôi. Vì vậy ở người trẻ tuổi thì mặc dù gãy cao ở vị trí này, động mạch riêng trong xuất phát từ động mạch bịt chưa bị thương tổn thì nó vẫn có nguy cơ à, nó không ít có nguy cơ bị hoại tử trọng xương đùi hơn so với người lớn tuổi. Trong khi người lớn tuổi thì gãy vị trí này thì động mạch riêng trong đã bị thương tổn rồi, bây giờ thương tổn luôn cả động mạch mú thì cũng chỉ thấy nguy cơ hoại tử trọng rất là cao. Cái thứ hai gãy ở đây, ví dụ giả sử như gãy ở đây thì chúng ta sẽ thấy gì à, cái vùng này các cái mạch máu nó đi ở thì nó quay lại mình chỉ thấy mình gãy ở đây, thì như vậy cái bao khớp nó có thể nó còn khá tốt, một số vùng thương tổn, một số vùng không thương tổn, do đó các cái mạch máu à, nó đi từ động mạch mủ đi vào bên này thì có thể có cả thương tổn và cả không thương tổn, do đó cái sự nuôi dưỡng của cái vùng cổ xương đùi toàn xương đùi nó được đảm bảo rất là tốt, cho nên dẫn tới cái gì nguy cơ tiên lượng nguy cơ và thì chọn trong gãy cổ xương đùi ở vị trí này thì nó thấp hơn so với vị trí lựa chọn à, nên cổ thì tốt hơn, hay người là hay hay nói một cách chung tổng hợp là gì, gãy càng cao thì nguy cơ hoại tử trọng xương đùi càng lớn, thì đó là bệnh gì hiểu cái lý do vì sao à, người ta lý giải cái lý do vì sao mà đó tồn tại như vậy. Tiến độ người động mạch anh chị thấy mũi mũi đuôi trong này đó và đi như này đi ngoài bộ cập vùng này đi ngoài bộ cập toàn bộ, cho nên những cái gãy ở đấy nó không làm thương tổn như động mạch ra hết, ít khi bị thương tổn đồng. Nhưng mà cũng cho thấy gì nuôi dưỡng của nó trong số đường đi của nó chủ yếu là dựa vào cái động của người ta chậm hơn hợp với cái động mạch của người đi ngoài, còn lại cả cái nhánh nhỏ trên số đường đi của nó thì hầu như chúng ta thấy là không có. Một cái yếu tố nữa về mặt cấu trúc dự phòng rất quan trọng mà bệnh gì cần phải biết, đó là hệ thống ba xương ở vùng cổ xương đùi. Đây là hệ thống chịu lực cực kỳ quan trọng. Thì ở trong cái cổ xương đuôi ấy, có thể có hai hệ thống ba chính, một đó là hệ thống vòm, hai hệ thống quạt chân đế. Quạt chân đế thì nó chống lên nó chống cái lực đè xuống, hệ thống vòm mình chỉ thấy chống lại cái lực căng. Vậy thì trong tình huống như thế này nếu khi có một cái lực đè xuống thì mình chỉ thấy cái hệ thống chịu lực chính đầu tiên phải chịu cái lực nén đó chính là hệ thống kẽ quạt chân đế, và khi quạt chân đế chịu không nổi thì lúc đó hệ thống vòm nó sẽ cản lại cho phần vượt qua cái mức của hệ thống quạt chân đế và đứt gãy cái gãy đại xương. Thì hai hệ thống này nó tạo ra một cái tấm giác là cái điểm yếu ở chỗ không có ba xương này, mình chỉ là tấm giác voi. Thì trong trường hợp nếu loạn xương xảy ra thì cái ba xương càng ngày tiêu đi một cái thứ thở thì cái tấm giác voi nó càng rộng ra và nguy cơ gãy xương càng cao hơn. Thì anh chị hiểu biết một cái điều đó. Một cái điểm ứng dụng thứ hai quan trọng nữa đó là gì, khi chúng ta làm kẹp xương ta bắt cả xương thì kẹp xương nẹt vít vào trong cổ xương đùi chẳng hạn, thì nếu mình chỉ bắt vào vùng xương sống những cái vùng xương sống như này hoặc những vùng bè thương xương sở thương thật như này thì bạn chỉ sẽ thấy rằng à cái công việc của mình nó sẽ không được giữ vững là do cái xương mềm quá, vì đấy còn là xương sống kẹp.
cho nên cái tốt nhất là chúng ta bắt vào cái vùng bè bên dưới, vùng chủ lực hoặc tiền đệ. Cho nên những cái con vịt bắt tốt là những con vịt đi theo hướng dẫn mũi tên như thế này, cái bắt sát vào bờ dưới của cổ và bờ sau của cổ là cái vùng mới. Chúng ta thấy đây, bờ sau của cổ, vùng bè dưới, bờ dưới và bờ sau của cổ. Vậy thì gãy xương cổ xương đuôi thường gặp trong những cơ chế nào? Thì hiện tại hiện nay có hai nhóm cơ chế rơi vào hai nhóm đối tượng khác nhau. Mình chỉ thấy bệnh nhân trẻ thì thường đòi hỏi lực mạnh, bệnh nhân già gọn xương đôi cho nên lực tổn thương rất là nhẹ, và thấy cấu trúc xương hai bên, mật độ xương hai bên khác nhau hoàn toàn. Và phần lớn á, chúng ta thấy bệnh nhân đều rơi vào cái nhóm này, này. Ngà rồi đập cái vòng chuyển lại trực tiếp như này. Nhưng mà có một số trường hợp mình chỉ thấy bệnh nhân ngà họ đập trực tiếp ngã như thế này thôi, nhưng mà gây ra gãy xương đó là do sự vặn xoắn của cái chi dưới cách đột ngột mà gây ra gãy của người cổ xương đùi, trên cái cổ xương đùi đã loạn xương rồi hoặc là đã mỏi đó, thì chúng ta chú ý điểm đó. Nhưng ví dụ trong nghiên cứu này mình chỉ thấy của hai tác giả Phan Lâu với là Thorgren, thì chúng ta thấy này 76% là ngã đập hầu hông cùng bên mình gây đây, vẫn là cái nhóm nguyên nhân chính ở trên bệnh nhân lớn tuổi. Nữ chiếm tỷ lệ gấp 3 lần nam, và một số yếu tố nguy cơ ví dụ giống dân da trắng này là hay gặp hơn này, rồi những bệnh nhân suy dưỡng này, thai nghén này, việc khá chi dưới thì mình chỉ thấy rồi những nhóm này loạn xương đúng không, đều dẫn tới tình trạng chất lượng xương kém. Và bên cạnh song song với dù dụng suy dưỡng thì bên cạnh song song với cái loạn thì chúng ta thấy con có cái gì nữa, gọi cái quá trình tái tạo của tế bào xương rất là kém. Rồi mình nhân thai nghẽn thì mình chỉ thấy gì mỏi do mang cái bào thai nặng quá, cho nên nghĩ cái cổ xương đùi đã mỏi mệt sẵn rồi, chấn thương nhẹ đủ gây ra gãy. Rồi đó một số tác nhân như là corticoid đúng không, vâng, điều mập hết triệu chứng lâm sàng thì rất là đơn giản, cái việc chẩn đoán nó cũng phải là quá khó khăn. Mình nhân sau cái ngã đập vùng cầu hông xuống thì mình chỉ thấy bệnh nhân hai đau vùng bèn này, rồi hạn chế động tập hạng, rồi mất cơ năng chi dưới, mất cảm thấy chi dưới xoay ngoài này nặng hơn so với chân bên phải, so với chân bên kia đúng không, so với chân bên đối diện bàn chân xoay ngoài này và mình chỉ bắt buộc phải khám thấy nặng chi. Tôi thấy đây này một số trường hợp gãy mà kín đáo, gãy kín đáo thì mình chỉ phải dựa vào cái hop test, mình chỉ dùng hop test này, mình chỉ nhảy giống nhảy hip hop đấy, thì bệnh nhân sẽ khá đau ở vùng cổ xương đùi đó. Thì đây là một cái gãy do stress kín đáo mà thường gặp bệnh nhân nữ. Trong trường hợp di lệch rõ thì chúng ta sẽ thấy mất cả cái mũi tương quan này, nhưng mình chỉ cái này mình chỉ học kỳ năm thứ 3 4 rồi. Thì đặc biệt gãy do mỏi thì thường gặp ở cả vận động viên nữ, chúng ta gọi là người có cái tám chữ vận động viên nữ. Nhất đó là bệnh nhân loạn xương là một này. Thứ hai là rối loạn thì chế độ ăn uống này, và thứ ba là mất kinh. Thì mình chỉ thấy mất kinh, loạn xương và rối loạn chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống, nhân gây sụt đi một cách bất thường chẳng hạn, ta cảm giác có từng có tam trường nữa rồi nguyên lực rồi kèm theo bệnh nhân thấy mệt mỏi này, thiếu máu, trầm cảm, chịu lầm kém, lông tơ thì ngọt nhiều hết, rồi mòn răng, rồi dùng thuốc, phải dùng cả cái thuốc nhuận trường điều trị thường xuyên. Thì đấy là những cái yếu tố hỗ trợ giúp chúng ta trong điều trị một cái. Thì những bệnh nhân như này thì nguy cơ gãy do mỏi rất là cao. Vậy thì bên cạnh lâm sàng chúng ta có cái cần lâm sàng thì mình chỉ cơ bản đầu tiên mình chỉ dựa vào mình chỉnh lại cái X-quang, chúng ta dựa vào X-quang thẳng thẳng vào nghe. Thì là chỉ chú ý một cái điểm này, nhưng mà chụp phim thẳng thì chuyện dễ rồi, nhưng chụp phim nghiêng, thường là có cái vấn đề phức tạp như thế nào. Khi mình chỉ chụp phim nghiêng thì đa số là chúng ta sẽ phải chụp trong cái tư thế như này này, front lat, và chúng ta kê cái phim ở dưới, tức là chân kiểu giống chiếc S, giống như kiểu mà phụ nữ sinh vậy. Mình chỉ phải để chân hai chân dạng xuống ngoài như này, nhưng hai chân dạng xuống ngoài như này mà bệnh nhân gãy cổ xương đuôi bệnh nhân sẽ rất là đau. Vì vậy mình chỉ bắt buộc phải có một chân thôi,
Anh chỉ để bảo phim 5 phần ngoái còn ta chụp chéo à từ trong vùng bè đi ra như vậy thì chúng ta sẽ chụp được cái phim nghiêng. Ngoài ra chúng ta sẽ có bon scan CT và MRI để chúng ta xem cái thực lúc nào chúng ta dùng mấy cái đó. À, trên một cái phim X-quang chuẩn rồi gãy cổ xương đùi mình chỉ sẽ thấy được cái gì. À, trong trường hợp này thì nhất là chúng ta sẽ thấy được này mắc liên tục của cái bờ dưới cổ xương đùi mình chỉ thấy cái đường bờ dưới cổ bây giờ à, hai cạnh lật hai bên. À, tiếp theo nữa mình chỉ thấy mất cái đường cong cổ bịt. Bình thường đường cong cổ bịt này nối vào đấy thì nối vào cái đường cổ xương đùi bây giờ nó thấy hai đường lật hai bên. Cái ba chúng ta thấy một chút lớn cao hơn so với bên đối diện để tứ chúng ta thấy cái một chút bé à, nó lớn hơn bên so với bên đối diện để tìm cái hình cho nó rõ hơn thì để cho mình chỉ sáng trong vòng cũng chỉ đợi tí. Rồi các anh chị thấy cái slide chưa? Các anh thấy cái slide được rõ không? À rồi rồi được rồi. Thì nhưng, bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái phim score này và thấy có gì đặc biệt. Thứ nhất đây đây là cái thẳng bình thường, đây cái gãy cổ xương đùi chúng ta thấy. Thứ nhất là cái đường cong bờ dưới cổ này, nó cũng có liên tục này. Cái hai đường cong cổ bịt, bây giờ mình chỉ đổi cái đường cong này, à, bình thường này, bình thường tạo thành một đường đều đặn này. Đúng không? Liên tục đều đặn đó, từ lỗ bịt qua cổ cho nên tôi gọi là đường cong cổ bịt đó, bây giờ chúng ta thấy đường cong cổ bịt hai càng đi hai đường nữa à, hẳn con cái này đi thẳng lên trên máy vào đây cái bán này do biến dạng xương ngoài cho nên chúng ta thấy cái mẫu trường bạn nó hiện ra rõ hơn bên kia mẫu trường bạn 5 phút phía sau này anh chị thấy nhỏ xíu đó. Bây giờ thì nó lớn chứng tỏ là à xương ngoài rồi à, tiếp theo thì chúng ta thấy định mẫu trường lớn lên cao hơn so với bên gì đúng không lên cao hơn. À, tuy nhiên trong trường hợp này mình chỉ thấy bệnh nhân còn năm bị hơi bị lệch nữa hơi bị lệch một tí à, lệch một tí thôi không có nhiều lắm chúng ta thấy hai cái lỗ bịt hai bên hàng hình thành dập nhau chứng tỏ là bệnh nhân thì bên bên này bệnh nhân bị nghiêng ra trước nhiều hơn tuy nhiên chúng ta thấy ở đây nó còn cao hơn à. Rồi cái tiếp theo nữa chúng ta thấy cái ba cả cái ba xương thì cái hướng ba xương đây nó đi lên như này bây giờ à bên này thay đổi hẳn thì điều vào đó giúp chúng ta chẩn đoán thấy được cái một cái hình của một cái gai cũng xương đùi trong trường hợp mình chỉ thấy mô sơ mà cài giống như ở đây thì chúng ta thấy đây là thường là một gai cụ vậy thì CT scan được chỉ định trong trường hợp nào CT scan chỉ được sử dụng cho những trường hợp mà gai xương kín đạo là một này bị dí lệch này rồi qua đó giúp chúng ta chẩn đoán được các kiểu gãy kiểu di lệch như thế nào tương tự phối hợp của vùng mũi truyền rồi trạch khớp của chọn xương đùi vân vân giả hoặc thì chọn hoặc là hội chứng chạm hoặc là trong những cái trường hợp mà chúng ta chụp CT scan chúng ta làm cái gì CT scan này chúng ta chuẩn bị cho gãy 3D trong trường hợp mà anh chị muốn dựng hình hoặc in 3D thì chúng ta sẽ phải chụp cái CT scan hoặc là MRI. À, thì đến cả CT scan mình thì tại này những trường hợp như thế này để chúng ta chụp phim X-quang
chúng ta rất khó chẩn đoán. Vì sao thì gãy cai hay mà gãy cả mờ sống vào nhau như thế này á, thì trên cái phim score người ta chụp chúng ta sẽ thành công nha, và chúng ta phân biệt được gãy không. Đặc biệt trường hợp như thế này triệu chứng cơ năng nhiều khi nó không rõ, chức năng nó cũng mất hoàn toàn, bệnh nhân cũng nhắc chắn đi được à, và chụp CT scan lên dựng hình 3D thì chúng ta thấy à, di lực dạng của bệnh gãy rất là rõ ràng. Cộng tư tương tự mình chỉ thấy à, chúng ta chỉ chẩn đoán trong trường hợp gãy kín đạo cả bệnh lý thôi, ví dụ u xương, viêm xương, gãy cho viêm, gãy cho u xương vân vân, rồi đặc biệt là gãy xương cho mọi, thì ví dụ trường hợp như này chúng ta sẽ thấy được cái phim X-quang thường chúng ta rất khó thể à nghi ngờ vào cái đường đấy, nhưng mà cũng rõ đúng không à, nghi ngờ thôi. Thì trong trường hợp đó mình chỉ chụp cái gãy, chúng ta sẽ thấy cái vùng nhồi máu này xung huyết quanh cái đường gãy này, ở đây chúng ta thấy cái đường gãy nó giúp chúng ta chẩn đoán, và chúng ta thấy độ nhạy của nó rất là cao, chẩn đoán được chính xác trong 2 buổi giải phẫu, độ nhạy gần như lên tới 100%. Tuy nhiên cái này đắt tiền quá, vì vậy chúng ta chỉ định khách hàng chỉ trong những trường hợp đặc biệt như thế này mà thôi. Bone scan tương tự rồi à, chỉ định những cái trường hợp cá biệt u xương, gãy như mọi viêm xương đúng không vâng. Và chúng ta thấy cái giá trị tiếng động dương của nó thì không phải cao lắm, độ nhạy thì khá cao. Rồi, cho nên là chúng ta phải chú ý lớn, chỉ định một cách hạn chế đúng trong cái trường hợp mà ta nghi ngờ mà thôi. U xưa là bệnh đúng không? Thế còn được không thì một gãy thông thường nó chẩn thương thì không nên làm cái bone scan hoặc là cái MRI làm gì. Thì dựa vào cái X-quang giúp chúng ta từng phân biệt được cả cái kiểu gãy. À, theo đến B thì mình chỉ thấy chia làm 3 nhóm: một là gãy giữa chòm chúng ta đề cập lúc này, hai là gãy cổ chính danh, hai là gãy chính giữa cổ này, và gãy thứ ba là gãy lên cổ thì tiên lượng gãy chân cáo với cơ hội tự chọn càng sâu, và gãy càng thấp thì tiên lượng liền sướng càng tốt. Đó, chỉ ở điểm đó. À, đây là mình chỉ gặp cái phân đồ khá quen thuộc là phân đồ gạt đinh. Phân đồ gạch đánh á, thì ông dựa vào sự biến đổi di lệch của hệ thống đa xương quạt chân đế mà ta chia ra, thì chúng ta hiểu rồi hệ thống quạt chân đế là hệ thống chịu lực quan trọng của cái vùng cổ xương đùi, cho nên là tác giả dựa vào đấy để phân chia để tiên lượng cái nguy cơ và biến dạng cái nguy cơ hoại tử cho cái di lệch của cái thì kiểu gạt thì nó hỏi về xin lỗi mình chị, cái là mình chị dạy này, cái là đồ một có không, đồ một là một cái gậy hoặc là không hoàn toàn hoặc là một cái gậy kiểu vàng kiểu cai đó, cai tức là mình chị dạy này, ví dụ đây là cái cai này, cái chỗ này nó phải nằm ở đây, bây giờ ở đây nó cắm sâu, cái cổ nó cắm sâu vào trong chỗ, nó cắm sâu trong chỗ, tôi gọi là cái kiểu vàng hay kiểu cai. Và trong trường hợp đó chúng ta thấy gì, cái bờ dưới nó không thay đổi, sau khi bờ trên nó cắm vào làm cho cái cổ xương đuối nó bật ngửa ra, nó dựng đứng lên, cái ba xương dựng đứng lên hơn so bình thường. Chúng ta thấy cái hướng của ba xương đi bình thường này, nó sẽ đi như này, bây giờ cái ba nó dựng lên hơn, chúng ta sẽ có tiếp một. Tiếp hai là gãy không di lệch, gãy không cài, không có cắm sâu vào đi cả, không lệch một tí nào cả, và cái bài siêu thật. Thứ ba là chúng ta thấy gãy di lệch theo kiểu gọi là kiểu này, kiểu khép này, cái chân khép vào, chúng ta thấy là cái bài siêu chúng ta thấy nằm ngang xuống, dù cũng cái này chúng ta thấy cái cổ lệch ra như này và nằm ngang ra. Thôi thì bốn là di lệch hoàn toàn, những gì thấy hai cái này di lệch hoàn toàn. Thì vì sao người ta lại ở trong cái phân đồ gạch đánh thì đặc biệt là chỗ này, tiếp một gậy mặc dù có di lệch, chúng ta thấy có gậy kiểu vàng đấy, có di lệch cái chọn một ngựa đó, nhưng mà được xếp vào tiếp một lý do vì sao, là vì trong trường hợp này cái moment lực chúng ta thấy, nhưng anh chị so sánh trên cái đường như cái hình này, mà anh chị chú ý này, khi lực trọng lượng cơ thể chúng ta đa xuống như này thì tổng lực thì có hai đấy, một cái là đi vuông góc của đường gãy,
một cái là mình chỉ thấy vuông góc bên này này, một cái đi theo trọng lượng. Thì tổng moment lực của cả hai trường hợp này rơi vào đây, đi vào giữa cổ. So với trường hợp mà gãy không di lệch thì có thể nào moment lực rơi vào bờ giữa cổ, còn nếu trong trường hợp mà gãy có di lệch kiểu thịt mô thì moment lực nó sẽ đi vào giữa cổ. Và trong trường hợp đi vào giữa cổ như vậy, nếu mình chỉ cho bệnh nhân đi càng sớm thì hai mặt gãy càng nén chặt vào nhau nhiều hơn và làm cho cổ gãy càng vững hơn. So với tiếp hai chẳng hạn thì cái trọng lượng nằm ở đây, tổng moment lực nằm ở đây, nhưng mà tiếp một thì tổng moment lực lại nằm ở đây. Do vậy cái tấm chọn lúc đó bị dời lên cao hơn nên tiếp tục đi qua đây. Thì cái điều đó cho thấy gì? Tiếp một cũng vững hơn so với tiếp hai là sinh lý bình thường. Một câu hỏi mình chỉ có thể đặt ra ở đấy á, và vậy thì vì sao cơ thể chúng ta không sinh ra là tiếp một để cho cổ sinh dồi vững hơn so với tiếp hai? Sinh lý vì sao không phải là tiếp một mà là tiếp hai? Thì mình chỉ phải nhớ một điểm, đối với tiếp một mặc dù độ vững của cổ sinh dồi cao hơn nhưng cái biến độ vận động nó sẽ hạn chế. Đó, các một số động tác ví dụ như trong trường hợp cầm ra như này, chúng ta xem là cái hình trước này này, đây ví dụ như này, bây giờ cầm vào như thế này thì mình chỉ thấy gì, cái góc cổ thân, cái góc cổ này bây giờ gập góc, mở một góc độ khoảng trong vòng khoảng 30 độ đi, thì điều đó thấy là gì, khi mình chỉ xoay vô trong mình chỉ sẽ bị mất xoay vào trong này, tức là cái này xoay ra trước như thế này này, cái chân xoay trong á thì cổ xương đùi nó xoay ra trước thì sẽ mất đi 30 độ so với bình thường, vì cái lúc mà mình chỉ chạm cái chỗ này vào đấy rồi thì cái chân cái vùng này nó vẫn còn bị gập làm sao 30 độ so với sinh lý bình thường, cho nên nó dẫn đến hạn chế cái biên độ vận động của cơ thể. Do đó mình chỉ đừng có thắc mắc vì sao chúng ta không có phải là tiếp một mà sinh lý phải là tiếp hai, thì cái góc mà tiếp hai góc sinh lý đó là mình chỉ việc hình thành do quá trình tiến hóa của con người, do động tác đi lại chúng ta bình chỉnh dần 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 cuối cùng nó ra được cái góc đó, không phải là tự nhiên mà nó sinh ra được cái góc đó. Và trong quá trình mổ thì chúng ta tương tự, chúng ta cố gắng có phục hồi lại được cái góc sinh lý. Trong một số trường hợp nếu như mình gãy không vững ví dụ như thế này, tầm để đề phòng với là thực phạt, chúng ta có thể làm cho nó biến từ cái dạng này qua dạng này để giảm nguy cơ di lệch thứ phát, những gì chú ý đến đó. Một phân đồ nữa đơn giản hơn, chúng ta gặp trên bánh sàn đó, phân đồ của xương đuôi của côn. Thì hiện nay anh chỉ việc các tác giả họ lại quay trở lại, đây là phân đồ xương cổ xương đuôi đầu tiên, chia ra hai nhóm, đó là nhóm gãy có di lệch và nhóm gãy không di lệch. Bây giờ các tác giả họ lại chia làm hai nhóm quay trở lại như thế này, từ gần bên một và hai xếp vào nhóm gãy không di lệch, bên ba và bốn thì xếp vào nhóm gãy có di lệch. Bạn chỉ có thể gặp thêm một số cái kiểu phân đồ khác, phân đồ của OTA cũng vậy, nhưng mà những cái phân đồ này nó phức tạp quá mà nó là phục vụ cho nghiên cứu để tính để trên lâm sàng được đó, nó còn dùng một phân đồ hết sức ngang thủ mà anh chị đóng lâm sàng nhỏ, phân đồ của Bowen. Thì bạn chỉ thấy là phân đồ Bowen tương tự, nếu như dưới 30 độ sẽ phân đồ 1, 30 50 độ 2 thì góc của đường gãy này vào với mặt phẳng ngang á, 30 50 tôi sẽ vào tiếp hai, trên 70 sẽ vào tiếp ba. Thì trong phân đồ Bowen hơi kỳ cục là cũng có cái đoạn từ 50 đến 70, một số tác giả sau này họ cải biến lại, họ đưa từ 50 đến 70, nhưng mà thực sự ra cái của ông làm trên 70 độ. Nhưng có thấy này, cái dưới 30 thì bệnh nhân càng đi á, hai mặt gãy càng áp chặt lại với nhau, càng nén chặt, nhưng cái này đi cái càng tọt nó liền, cái này đi càng tọt mất vững hơn nữa. Cho nên cái hướng đường gãy giúp cho mình chỉ tiến lượng thì nguy cơ di lực từ phát khi mà chúng ta đi lại đó, và chỉnh như vậy mà người ta thấy rằng đội con nguyên ba mất vững rất là nặng nề này. Thì sau khi mình chỉ mổ xong, mình chỉ không được cho nhân đi sớm. Cái thứ hai á, là mình chỉ phải sử dụng cái phương tiện kiểm xương có cái góc đây này, cái góc nẹp á, nếu cái nẹp mình gặp góc 85 hoặc là 95 độ thì phải là góc cố định, đừng dùng cái loại góc mà mình có thể thay đổi và vít để thay đổi được, nó đủ vững nó sẽ gãy. Và chúng ta làm biển cái dạng biển cái gãy ví dụ như này, gãy cái đường gãy này đường gãy kép thì chúng ta sẽ biển thành cái đường gãy dạng nó bằng cách gì,
kêu làm thêm xíu, ta làm cho cái chỗ bật ngựa ra hơn. Bật ngựa ra hơn thì chúng ta sẽ làm cho cái cài ở mặt trên. Ví dụ giống như tạo ra một, giống như tạo cũ tạo ra một cái gạch gạch lên một cái hả, để giúp cho giảm khả năng di lệch chuyển phát khi mình đang tập đi. Rồi còn cái đó phân biệt thì mấy cái này cũng chỉ xem thôi, mày điều trị như thế nào. Rồi trong cái phần chẩn đoán thì mình chỉ thấy như vậy, chúng ta sẽ có thứ nhất là mình chỉ chẩn đoán cho được bệnh nhân có bị gãy cổ xương đùi không. Tại hai bệnh nhân gãy cổ xương đùi thì sẽ có loại nào. Rồi cái thứ ba là có thể có một số cái thương tổn biến chứng kèm theo hay không. Thì mình chỉ bảo là gì, công việc của mình chỉ cần làm khi mình nhận định mình chỉ. Rồi trong phần chẩn đoán các em có thắc mắc gì trong phần này không, em có hiểu rõ nắm được cái các cái vấn đề trong chẩn đoán không, nếu có gì thắc mắc mình chỉ có thể hỏi liền, các em có thể hỏi liền. Em có thắc mắc gì trong cái phần này không? Ở trong khi chờ đợi mẹ em suy nghĩ câu hỏi, mẹ em có thể suy nghĩ câu hỏi rồi mẹ em đặt lên ấy, đặt lên để chơi thầy thầy sẽ trả lời. Rồi cho mẹ em 5 phút suy nghĩ câu hỏi trong cái phần này rồi ta sẽ học tiếp ấy. À, có bạn Lý hỏi. Được rồi, để thầy xem câu hỏi. Phân độ vô gan là phân độ trong khi mổ hay trước khi mổ? Nếu hai đầu bị di lệch thì làm sao để phân độ à? À, trong trường hợp mà gãy vô gan hả? Cái phân độ cái đường mổ là em phải xác định ngay từ 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 trước khi mổ nhé. Phần lớn ngay từ trước khi mổ chúng ta đã xác định được. Ví dụ chúng ta quay lại một cái ví dụ ha, em có thể chúng ta sẽ đánh giá cái như nào. Chúng ta quay lại cái phim đây, ví dụ trường hợp này, ví dụ trong trường hợp này thì theo ý các em á, là em sẽ xếp vào quen máy à, chúng ta sẽ nhìn chúng ta xem được con em máy và em so với cái trục ngang đúng không, nhưng nó rất là dễ thôi, nó xem so với trục ngang này và lại này đây, cái hướng đường gãy như thế này so với đường ngang đó, hoặc là mình so đường ngang như thế này à, thì chúng ta thấy góc này bao nhiêu độ, góc này chắc chắn là tầm độ khoảng theo lý còn bao nhiêu độ lý bằng lý bằng lý em bằng ly còn bao nhiêu độ chuyển ly đúng không à, thì cái này chúng ta thấy là chúng ta quay lại cái slide của cô quen này
cho mẹ em hình dung cho rõ hơn. Rồi, mình bây giờ mình ta coi lại slide của cô em. Rồi, như vậy cái đó bao nhiêu độ? Để thầy lấy cái hình này, thầy bỏ đuôi sau này luôn cho mẹ em xem như vậy. Rồi xem có bạn nào trả lời đây, thầy nghe cái tren đây rồi. Rồi 60 đô, theo em, theo Ly là khoảng 60 đô đúng không? Bây giờ mẹ em quan sát trên cái slide đó, tầm trong vòng độ khoảng, chúng ta thấy rơi vào khoảng 60 đô đây bàn đúng không? Chúng ta so với cái đường này đấy đó, cái này 50, cái này dừng hơn tí, ít hơn cái này. Ồ, cái này cũng gần 70 đấy chứ, đúng không? À, khoảng 6, tầm 60, 70. Tức là chúng ta thấy như vậy nó sẽ rơi vào giữa cái độ 2 và độ 3. Đó. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là đây chúng ta thấy là gì? Nó rơi từ độ 2 trở lên thì nó rơi vào cái nhóm mất vững rồi. Cho nên nguy cơ mà di lệch thử phạt sau cái mổ rất là cao nếu chúng ta mà trong nhân đi sớm như có chừng. Đó. Và khi chúng ta làm kiểm xuyên thì mình chỉ thấy tương tự, ta sẽ làm cái chọn ngựa này. Đó, để trong cảm bao tốt hơn. Một em nữa, một bạn nữa hỏi này, gãy cổ xương đùi gãy cân bố thì di lệch kiểu gì à? À, trong sách ghi là rất di lệch, lúc này hay gọi đó chứ còn di lệch hoàn toàn, hai mặt gãy di lệch hoàn toàn. Di lệch hoàn toàn ở đây thể hiện ở chỗ nào? Cả hai cái bè xương nó xoáy đi, nó không còn chồng lên nhau nữa. Đây ta quay lại cái hình này ha, để em coi này. Đây thịt bố được chưa, hai cái bè xương này đi hai đường khác nhau, hai cái cổ. Mình chỉ thấy ví dụ ở đây nhé, cái cổ thì đây là cái vị trí của cái gãy của cái cổ này, của cái đoạn gãy dưới, còn đây là cái vị trí gãy của cổ ở cái đầu gãy trên là cái chõm. Rồi chúng ta thấy hai cái đi lệch xa hẳn nhau ra như này đó, thì trong trường hợp đó gọi là đồ bộ. Rồi một câu hỏi nữa của một bạn nữa, bạn Linh hỏi là chưa hiểu được cố gắng biến một gãy vô ba một hai gãy có bị tách rời nhau ra không, mà nó có làm tổn thương xương không. À bây giờ như thế này để thầy làm như thế này để cho mẹ em hình dung này. Bây giờ mẹ em thấy này, mẹ em thấy cái hình của thầy trên trên màn hình chưa? Đây là cổ xương đùi này nha, ví dụ đây là cái thanh xương đùi, đây là cổ xương đùi. Cái góc này á, ví dụ gãy như này, gãy đứng này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm cho nó bật ngựa ra hơn, tức là cắm, tức là ví dụ gãy như này, nó làm trên cắm sâu vào, đó, chúng ta ép cho nó cắm vào. Cái đầu dưới thì vẫn tiếp xúc nhau như bình thường, nhưng đầu trên làm cho nó lún sâu vào, cắm chặt vào trong nhau, mắc vào trong hai cái xương mắc vào nhau thì làm cho cái độ gãy càng vững hơn so với bình thường nữa. Đó. Thì Linh hiểu chưa? Linh hiểu chưa? Linh hiểu kỹ chưa? Rồi, một bàn nữa hỏi. Bè xương trên X-quang được không? Được. Rồi, bè xương trên X-quang chúng ta sẽ xem hình ảnh đấy. Thì bè xương trên X-quang như thế nào? Ví dụ mẹ à xin lỗi xin lỗi, để thầy chuyển qua cái slide rồi. Rồi bây giờ mẹ em sẽ quan sát cái bài xương này. Dù trên hình này chúng ta thấy cái bài xương đấy, cái vệt trắng đấy,
Đó, thấy người già, đương nhiên người già mẹ em sẽ thấy cái ba xương nó không được rõ, giống như người được làm đây ba xương này. Đó. Rồi có cái hình nào nữa để thầy cái chỉ cho mẹ em xem cái ba xương không được rõ. Ví dụ ba xương này, này ba xương này đó. Để con có cái hình nào khác không rõ hơn thầy cái ba xương này. Score còn cái này chắc phải score ra. Ví dụ ở trên cái hình điều trị, ví dụ mấy cái trường hợp này cái ba xương loạn quá, cái xương loạn quá cho nên cái ba xương không thấy được rõ. Ví dụ ba xương này đó, mà em thấy hình ảnh của ba xương này rồi, cái ba xương này đó, cái vệt trắng đó, đó nó đi để ở ngoài thì mẹ em có thể thấy được từng thở thì nó còn rõ hơn nữa đó. Rồi như thấy quân như quân 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 thấy được cái ba xương chưa? Để xem có cái hình nào cái ba xương mà thật rõ cho mẹ em xem. Rồi các em có thể thấy được cái hình, các em có thể thấy được cái hình cái ba xương này đó. Trong trường hợp này mà em thấy cái ba xương này đây, đây chính là cái hệ thống quạt chân đệ này, đây là cái hình thể vòm này, thì đây là một cái trường hợp xương tương đối khá loạn rồi cho nên mà em thấy cái tam giác quan này rất là rộng. Đó, tam giác quan khá rộng rồi đây, vì vậy những bệnh nhân như vậy là có nguy cơ gãy xương rất là cao. Vì cái vùng yếu của xương rộng ra nha. Rồi cả em thấy được hình như thấy được rồi đúng không? Quân quân thấy rồi đúng không? Rồi các bạn nào hỏi câu nào nữa không? Nếu như mong có bạn nào hỏi nữa thì chúng ta tiếp tục, chúng ta đi qua cái phần tiếp theo là phần điều trị. Vậy thì gãy cột xương đùi lúc này ta nói rồi, điều trị bộ tồn ra hầu như là không có đặt ra được, là vì sao? Nhưng mà em biết về nếu như em điều trị bộ tồn hoặc là em bồ hoặc là em chạy liên tục hoặc là vận động mạnh mẽ, mình đang nằm trên giường liên tục như vậy trên bệnh nhân da thì mình đang sẽ lở loét này, mình sẽ viêm phổi này,
mình đang sử dụng cái viên tiểu này để bắt đầu độ dài này, rồi mình đang sẽ thiếu tắc trần mạch các chi, đặc biệt phía dưới tối lên tắc luôn ở động mạch phổi và mình đang tử vong này. Cho nên hiện nay đối với tất cả phương pháp điều trị người ta đều nhằm mục đích làm gì, kiểm xuyên sớm vững chắc và giúp cho bệnh nhân vận động sớm để tránh các cái biến chứng này. Anh đã nhắc mẹ anh chị là điều trị ô tô. Điều trị ô tô chỉ đặt ra trong trường hợp mà chống chỉ định phẫu thuật thôi, do các bệnh lý khác. Chứ còn hầu như không còn được áp dụng. Đấy, hai nữa, phẫu thuật đó là phương pháp chủ yếu quá. Hiện nay chúng ta sẽ gồm có hai cái phương thức chính, một đó là kẹp xương, hai là thay khớp hay là phản nhân tạo. Thì mình chỉ biết thì thay khớp được xem là một trong những đánh giá là một trong những phẫu thuật mà thành công nhất của ngành ngoại khoa, một trong những phẫu thuật thành công nhất của ngoại khoa trong cái thế kỷ 20, giúp giải quyết vấn đề gãy cổ xương đùi, làm giảm cái tỷ lệ tử vong sau gãy cổ xương đùi rất là đáng kể. Vậy thì điều trị ô tô thì lúc nãy tôi nói rồi, hoặc là kẻ liên tục hoặc là bỏ bộ vít ma. Thì mình chỉ biết cái bộ vít ma nó là giống như cái bộ chậu lưng tranh vậy, nhưng mà nó cao lên đến tầng trên hai hố nắp nữa, hoặc là đến cổ xuống tầng dưới bằng chân. Cho nên rất là đáng sợ. Bệnh nhân anh chị hình dung 17 80 tuổi nằm trên giường liên tục như vậy đúng không, độ khoảng tháng rưỡi 2 tháng dùng liên cổ xuống đi thì chắc chắn là mới chết. Kẻ liên tục mình còn đỡ, bệnh nhân có thể xoay trở được, di chuyển được, tuy nhiên mình chỉ được nguy cơ lở loét rồi tắc mạch rất là cao. Còn cái chuyện mà sử dụng cái nẹp buộc chậm xoay thì hiện nay chúng ta làm, thì hiện nay mình chỉ được hầu như trên thế giới người ta không còn sử dụng nữa, tuy nhiên Việt Nam chúng ta vẫn còn sử dụng khá phổ biến. Nhưng mà thì cái lợi mà mang lại thực sự của hệ phương pháp điều trị đó là gì, được là hiện nay cũng có những cái nó làm nữa, người ta cũng còn dùng nữa. Với điều trị phẫu thuật thì đầu tiên chúng ta đề cập là phẫu thuật kẹp xương. Thì trong một phẫu thuật kẹp xương thì chúng ta thấy là mục tiêu chúng ta làm gì, nhất là phục hồi lại cấu trúc dự phòng nhanh. Thì mình chỉ thể thấy là cái hai nữa là chúng ta phải cố định vững chắc cũng cả đó, cố định vững chắc cũng cả để cho bệnh nhân vận động lại sớm. Thì đó là ba cái mục tiêu quan trọng, cực kỳ quan trọng, chúng ta phải đạt được. Mình chỉ để cho việc đấy. Tại chưa mới thấy có họp nữa. Trong phẫu thuật đó, thì mình chỉ nhớ một cái điểm này, cái quan điểm hiện nay là phẫu thuật càng sớm càng tốt đó. Lý do vì sao như vậy, vì qua các nghiên cứu trong y văn người ta thấy rằng để mổ càng muộn thì nguy cơ hoại tử chậm càng cao, để hai mổ càng muộn thì cái nguy cơ tử vong trong vòng năm đầu tiên càng tăng cao hơn so với
mổ sớm. Và cái chết ở đấy nó không phải chết do gãy xương mà chết do cả cái bệnh lý khác, thì người ta không hiểu lý do vì sao. Tuy nhiên so sánh giữa hai cái nhóm, một nhóm có gãy cổ xương đùi cùng tuổi đó và một nhóm không gãy cổ xương đùi cùng tuổi đó, thì thấy cái tỷ lệ của cái nhóm gãy cổ xương đùi chết trong 5 đầu tiên sau khi gãy cao hơn hẳn so với cái nhóm kia. Về kẹp xương thì mình chỉ có thể làm này sốt này, mình chỉ có thể dùng DFS, mình chỉ có thể dùng L135 hoặc 95 độ, mình chỉ có thể dùng đến 10 từ có chốt, mình chỉ có thể dùng khung của ngoài hoặc đến nâng đỡ, vân vân, rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Và mình chỉ nhớ khi cái vấn đề là chỉ định kẹp xương chỉ định cho những trường hợp nào. Thứ nhất là bệnh nhân trẻ, ưu tiên cho bệnh nhân trẻ dưới 95 tuổi, 65 tuổi và xương không có loạn, xương loạn quá mình chỉ làm kẹp xương không giữ được. Cái hai nữa là mình chỉ sau khi nặng ổ gãy xong mà thể hiện chỉ lệch thì mình chỉ làm cái kẹp xương đó, cũng vậy. Riêng đối với bệnh nhân mà trên 60 tuổi mà gãy không chỉ lệch thì mình chỉ có thể làm kẹp xương. Tuy nhiên tùy theo, ví dụ bệnh nhân xương già quá, xương loạn quá, dù gãy không chỉ lệch, dù gãy không chỉ lệch nhưng mà xương loạn quá, nguy cơ tiên lượng về lâu về dài thất bại thì chúng ta có thể tìm tới chuyện chọn phương án khác. Vậy thì trong tình huống đó thì chúng ta sẽ chọn lựa gãy thay khớp. Vậy thay khớp thì chúng ta sẽ thấy chủ yếu ở trên bệnh nhân trên 60 tuổi này, xương thì quá loạn này, rồi hoặc là đã có biến chứng của kẹp xương trước đó rồi, tức là khớp già đó chẳng hạn, hoặc là gãy di lệch nhiều này, bệnh nhân trên 60 tuổi gãy di lệch nhiều, xương loạn, ổ thay khớp nha. Nếu bệnh nhân mà trên 80 tuổi mình chỉ sẽ chọn lựa khớp bán phần, anh chị nhớ đó, bệnh nhân này họ không cần phải đi lại nhiều, không làm việc nhiều nữa, cho nên chúng ta chỉ thay bán phần được rồi, phẫu thuật nhẹ nhàng nhanh gọn. Bệnh nhân từ 60 đến 80 tuổi ở nhóm này thì chúng ta phải thay khớp hoàn toàn phần đó, thì nhu cầu làm việc bệnh nhân còn nhiều, mình chỉ thay bán phần được khoảng 5 năm 6 thì cục kim loại nó cái chỗ nó cà vào trong cái ổ cối, nó làm hư ổ cối bệnh nhân sẽ đau. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân loạn xương, đã loạn xương quá rồi chúng ta dùng khớp không xi măng thì nguy cơ là nữa cũng ăn rất cao, thì trong trường hợp đó phải dùng khớp có xi măng, mình chỉ chú ý điểm đó. Và thay khớp thì chúng ta có thể thay toàn phần bản phần hoặc thay có xi măng hoặc không xi măng cũng vậy, lúc này cái gì này chúng ta đề cập. Thế đây là một số cái lần mà mình chỉ thấy minh họa cái vấn đề mà làm kẹp xương, thì kẹp xương vịt xốp chúng ta thấy đây con vịt đi sạc ở bên dưới cổ, ở trên này hai con nằm ở phía trên. Như vậy ba con nó vừa tổng xoáy vừa tạo được nẹo gãy rất là tốt. Mình chỉ thấy ví dụ trong trường hợp này nó bắt hai con ở trên một con ở dưới, ví dụ như này mà đi chấm dưới ở cổ đúng không, mình chỉ thấy rất là tốt. Thế chuyên nghiêng ta cũng phải cái chấm dưới trực cuối cổ. Cái kết quả điều trị của gãy cổ xương không như là này bằng vịt sốt cũng có thể khá tốt, với con số một số cái trường hợp mình chỉ thấy đến đến tổng số là 1 trên 1.000 ca, thì nghe thấy tỷ lệ thật giả chúng á là chỉ có 6,4% thôi, rất là tốt đúng không. Hoa tử tròn tương tự nó thấy 5,8% mà thôi. Ngoài ra ta thể sử dụng cái nẹp DGS, thì nẹp DGS á mình chỉ sẽ thấy luôn có một cái cấu phân con vịt bắt trong tròn này, cái nẹp để bắt ở trên xương và con vịt né, chúng ta thấy sau khi bắt xong như thế này. Đây là ổ gãy, người ta nặng là ổ gãy mà bắt vào thì mình chỉ thấy cái vùng này nó nằm đi giữa cái tấm tròn này và nay nó vẫn đi lệch vào bờ dưới của cổ, thì kết quả như thế nào. Kết quả là gãy cổ xương đùi kẹp xương bên trong thì nó lại tương tự trên 1.000 ca, thì tỷ lệ mà khớp già ở đây thì chúng ta lại thấy này, mà gãy đối với nhóm gãy có di lệch nó khác với cái nhóm trước đúng không, nhóm trước này gãy không di lệch đó, gãy không di lệch thì con số rất là tốt, tỷ lệ khớp già chỉ có 64% thôi, nhưng mà con đối gãy có di lệch thì con số tỷ lệ khớp già lên đến 25%, tức là 1/4 đó. Và mình chỉ thấy là hoại tử tròn lên đến 11%, do đó đứng trước một cái gãy có di lệch mà bệnh nhân lớn tuổi thì phần lớn các tác giả nghe theo chỉ định là thay khớp. Bởi vì vậy anh thấy đây đây là một người gãy người ta dùng nẹp L135 độ ấy. Những cái biến chứng mà người ta gặp này hoặc là chậm liên xương khớp già mình chỉ thấy này lâu rồi. Gặp cái góc luôn trôi những vị ra ngoài
biện giang của mình thầy chúng ta vẫn thầy ký cái khe gạch, ví dụ trường hợp này bắt vịt này. Có thể cứu vịt chọc luôn vâng vịt tập qua nó cơm đấy, ngoài chọc đấy hoặc là gãy lại thì theo cái nghiên cứu của tác giả là Lâm Phát thì mình chỉ thấy cái tỷ lệ biến chứng quá khủng khiếp đi đúng không à, bộ, gần gần 50% các trường hợp thì cần phải mổ lại sau 48 tháng trong khi thì cả cái nghiên cứu chung bên này thì nghe thấy à, chúng độ khoảng như vậy ở đây là 25% cộng với 11% cho 10 là 35 35 hoặc 35 36%. Nhưng mà nghiên cứu của tác giả này nó thấy đó tỷ lệ rất là cao 41 42 47%. Vậy thì thay khớp là được ưu điểm như thế nào? Thứ nhất là bệnh nhân vận động được sớm hơn này. Rồi hai là bệnh nhân tự lập được sinh hoạt, tránh được nguy cơ mổ lại được tới một lưu nhiều lần do thất bại của cái lần mổ kẹp siêu tiếp. Nhưng mà giá thành thì lại rất là cao. Và đặc biệt cái tỷ lệ tử vong cao hơn. Trước đây đặc biệt khi mà sử dụng cả các loại thay khớp xi măng về cái nguy cơ của bệnh nhân phải luôn luôn phải để ý đó là thạch khớp chứ bao giờ cái khớp nhân tạo nó vững được như khớp bình thường và bệnh nhân tương tự sẽ được tiêm mọc nhiều hơn so với trong trường hợp một kiểu xưa thì đây là hình ảnh mẹ có thể thấy một cái khớp toàn phần này đây cũng có cái phần con kim loại cái đáy kim loại đọng vào trong cái ổ cối cái hai là phần lót để một polyethylene và cuối cùng là cái chóm đó chóm thì nhỏ thôi đúng không gắn vào cái cổ và cái chuối cổ chuối này được đóng vào trong cái xương đùi và em thấy đây cái chuối đóng vào trong xương đùi cái chóm nhỏ à, còn đây là cái đại tràng bạn phân nhưng ta thấy là chúng ta chỉ thấy cái chóm xương đùi chạy xuống rồi gồm cổ chúng ta không làm cho nên là chúng ta thấy là gồm có phân lập vỏ đệm kim loại này rồi cái lọt và polyethylene à, để giảm sốc và cuối cùng phân chuối đóng vào trong cái xương đùi. Thì cái này có nhược điểm là mình chỉ biết khi mình đang đi được khoảng 5 năm thì phần vỏ kim loại này này nó bao mòn cái xương khớp kim loại như mình đang đau đau với khỏi khớp cho nên chủ yếu là dùng cho bệnh nhân mà da ít ít con có nhu cầu sinh hoạt đi lại nhiều đó. Và đây cũng là một cái khớp không xi măng nữa không xi măng đóng thẳng vào xương mắt không xương đó. Thì ở đây có thể đây một cái bao lớp có xi măng bệnh gì thấy xi măng này à, xi măng xung quanh để tương tự một cái toàn phần má có xi măng có thể xi măng này xi măng này đây là gồm cối kết quả tỷ lệ phải mổ lại đấy à, phải mổ lại thì người ta thấy á trên 1.900 cá thể kéo đó thì tỷ lệ mới à, làm kẹp xứa mổ lại trong kẹp xứa là 1.200 à, rất là cao nhưng mà trong cái thấy cái bản phân á, thì là một lại rồi chỉ có 11 đóng thôi còn trong thay phạm toàn phân thì là một lại có 5,5% thôi cho nên mình chỉ thấy cái đồng hồ cho cái chuyện thấy hợp như vậy thì có động có thấy này dạ cổ xương đuôi là người bệnh lý tai gặp người già đặc biệt đó là đừng coi nè nhưng chỉnh nó gọt xương và vấn đề điều trị thì nhắc lại mình chỉ một điểm là kẹp xương hoặc là thay hợp tức là phẫu thuật thì không còn đặt vấn đề điều trị của tôi nữa và đương nhiên tiên lượng âm tốt là vì sao vì người ta thấy rằng nhiều cái nhỏ mà có gãy cổ xương đùi nhân còn khi còn quay trở lại học đông tốt nhưng mà chỉ nhớ một việc so sánh giữa cái nhỏ có gãy cổ xương đùi và cái nhóm không gãy cổ xương đùi thì cái tỷ lệ tử vong của cái nhóm gãy cổ xương đùi trong năm đầu tiên cả ông thầy nó khác hẳn với cái nhóm bên kia đó, rồi nguy cơ cả cái biến chứng của cả ông thầy nên mà tiên lượng thực sự là không tốt của bệnh nhân lớn tuổi. Nó là cảm gì có thắc mắc gì trong phần này cảm gì có thể hỏi là gái em có thắc mắc gì cả em có thể để hỏi em mà thắc mắc gì không?
Giả sử bệnh nhân vào viện bị gãy cổ xương đùi kèm máu tụ mâm cứng trong bối cảnh chấn thương thì mình xử trí cổ xương đùi như thế nào? À, trong trường hợp như vậy để đợi mổ vì cái chấn thương sọ não thì mình chỉ có thể kéo liên tục. Đó là giải pháp tốt nhất nhưng nói giúp cho mấy em là gì? Thứ nhất bất đồng giảm đau bệnh nhân này, cái thứ hai nữa là duy trì được cái chiều dài của chi, cho nên sau mình mổ kẹp xương hoặc thay kẹp gì mà thuận lợi hết. Còn nếu như mình chỉ mà cái để như vậy á, bệnh nhân di chuyển sẽ đau. Cái hai nữa là cái cổ xương đùi vì cái cơ cũng nặng lại kéo lên cao rồi vì sau mình nặng rất là khó. Đó, mình nặng lại rất là khó. Đó. Cho nên là hiện nay thì rồi hầu hết tất cả các người phục hiện mà người em về việc là gãy cổ xương đùi vào viện họ kéo liên tục ngay từ phòng cấp cứu lên, từ khi chuyển lên khoa họ kéo ngay từ phòng cấp cứu luôn, họ làm một cách hệ thống cho tất cả các bệnh nhân gãy cổ xương đùi. Rồi cả em còn có câu hỏi gì khác nữa? Và khi nào mà cái sọ não ổn thì mình mổ gãy cổ xương đuôi thôi. Dạ em có thắc mắc gì khác nữa thì nếu không thì chắc là chúng ta dừng lại đây vì 3 giờ thì thầy có họp nên là cả em có thắc mắc gì thì cứ gửi mail ấy, gửi mail như thầy thì thầy sẽ trả lời. Rồi tôi cảm ơn người em, chào người em nha. Ừ.